Bên Myanmar đem về. Đúng rồi. Dạ, mà cái này là do ai đem về anh? Không nghe. Nhưng mà thầy Đức thầy Huỳnh Văn Trạng là giữ cái này. Giữ nè. Dạ, trao lại anh. Thường. Nó sao này rồi đứng đó thì giao. Dạ, nói với anh là sau này ai có thấy ai xứng đáng thì giao. Dạ. Giờ cái này anh cầm anh giao cho anh Cường. Khi mình để cái xe lời này, mình phải có cái quy luật gì không? Thầy không có nó mến chỗ trẻ. Chỗ sạch sẽ. Không tính là rồi. Mà cái này là của thầy tổ thứ hai, đề nghị tổ mà chỉnh tay thầy Tràng trao cho anh Quế. Người nào xứng đáng thì giao. Dạ. Người nào dặn người nào xứng đáng thì giao lại. Rồi anh phải giao cho em một cái cuốn sách về của thầy tổ thứ hai viết về cuốn Phật học đó. Phật anh chứ. Thầy của nào luôn kém mà ở thăm nắng điện thoại cho ông. Dạ. Bữa nào anh đánh điện thoại. Hồi đó là thầy Lương Minh Đảng là học trò của thầy Hai Tràng. Và anh Cuội con biết thầy Hai Tràng có những học trò nào không anh biết không? Không nhớ. Không mà. Rồi hồi xưa anh Quế có đi chung với tổ thứ hai không? Có đi làm việc chung không? Về Phật Pháp thì có. Vậy thì tôi đã thông dịch viên tiếng Anh. Thông dịch viên tiếng Anh cho tổ thứ hai. Thì anh Quế đi theo. Mà không có học. Không có học. Mà còn 5 người học của Việt Nam học thầy tổ thứ hai thì anh Quế có biết người nào không? Chỉ biết ông Tràng thôi. Chỉ biết một mình ông Tràng thôi. Như vậy là thầy Tràng là một trong 5 người. Một trong 5 người. Cái xá lợi này thì là tâm nguyện của thầy Tràng muốn trao lại cho thế hệ đời sau. Tìm người nào mà xứng đáng thì trao lại. Riêng về anh á, khi trao này cho em á, thì anh còn muốn em làm gì không? Cụ thể mong mày ở trên tao phát triển môn này ở Việt Nam. Đây là anh là luật sư Võ Văn Quế, đồng thời là em kết nghĩa rất thân thiết của thầy Hai Tràng. Và nay anh nhận cái ủy thác này mà trao lại cho em. Em nghĩ rằng có rất là nhiều người xứng đáng chứ đâu phải một mình em. Ở trong lòng anh. Ở trong kinh người ta nói khi mà thầy xá lời thì chính là thầy Đức Tổ Sư. Đúng không? Đúng rồi. Và người nào mà cung kính xá lời thì nhận được cái lực giá trị của Tổ Sư.
Đúng không? Như vậy là em có hình có một ông cách đây 30 năm. Ông giữ một cái hình của Đức Tổ sư mà của chính thầy hay chàng đưa cho ông á. Ông lại đem đến cho em. Anh thấy lạ luôn chưa? Cái thứ hai nữa là xa lời. Và còn thiếu một món nữa, đó là kinh. Cái cuốn kinh. Hồi xưa em học ở trên lầu, anh có đưa cho em một cuốn sách dày về này, về Phật Pháp và Pháp Phật của thầy Narate Terada. Đem qua Mỹ rồi. Trọng rất là bình dị. Mà thầy có dạy đông người không? Ở trong à, thầy dạy rất là ít. Mà trong đó là có ông Lương Minh Đáng. Ông Lương Minh Đáng là anh biết mặt luôn. Biết. Dạ, biết mặt luôn. Tôi có hình mà. Ông có tiền hạt thì để. Còn những người khác thì anh không biết. Thì mai cùng học trò của thầy hay chàng. Xếp của anh. Của hết. Mai tôi không biết. Còn có con có ai thân nhân gì ở đây không anh? Con. Dạ con. Không bữa mình lấy đó. Còn đến muốn hỗn thảm. Để đó em sẽ đến lấy. Em sẽ chỉ mai lên lấy. Dạ. Lấy cái cuốn sổ tang. Sổ tang của Đức Thầy. Bây giờ ở đây là Đức Thầy là còn hai người con hay là mấy người anh? Hai người con trai. Thầy không có truyền. Không truyền cho ai hết? Không. Cái này là hồi xưa có lẽ cái này là quý nhất của thầy Trạng. Mới đưa cho anh là người quý nhất của lòng thầy hay Trạng. Giữ cái bảo vật này chứ không phải là thương được. Năm theo ổng á. Đổ năm sau là mất. Và bởi vì anh gọi là luật sư mà lại là luật sư nổi tiếng thì khi anh giữ một cái gì đó mà anh công bố thì chắc chắn cái đó phải là sự thật. Thường thường là như vậy. Nguyên tắc là như vậy. Tôi nói tiếng Hoa được.